Thưa quý vị và các bạn, an cư mới lạc nghiệp. Câu nói này luôn thấm thía đối với những doanh nghiệp chật vật vì thiếu mặt bằng sản xuất kinh doanh, và càng thấm thía hơn đối với những doanh nghiệp nhỏ đang sản xuất xen kẽ trong các khu dân cư. Công ty Hương Quế là một ví dụ, một doanh nghiệp gần 20 năm vẫn chưa thể an cư vì không có mặt bằng sản xuất. Gần 20 năm nay, những công nhân của công ty Hương Quế phải sản xuất trong tình cảnh như thế này. Chật chội, nóng bức, ngay cả lối đi cũng tận dụng để công nhân ngồi. Không có mặt bằng sản xuất, công ty Hương Quế phải thuê 11 căn nhà cấp 4 trong một khu hẻm nhỏ của phường Hòa Khánh Nam để sản xuất. Mỗi căn nhà có diện tích khoảng 120m². Càng khó khăn hơn là phần lớn các căn nhà không nằm liền kề, mà xen kẽ giữa các nhà dân. Khoảng cách xa nhất giữa các căn nhà là 350m. Xong công đoạn này, công nhân lại vận chuyển sản phẩm sang căn nhà khác trong một con hẻm chật hẹp để tiếp tục làm các công đoạn còn lại, tốn thời gian và giảm năng suất công việc. Và vì không còn chỗ ngồi, nên ngoài 67 công nhân lao động được bố trí sản xuất trực tiếp, công ty phải thuê 23 lao động làm gia công, đem nguyên liệu về nhà làm. Khó khăn không thể nào đồng đếm. Em làm ở đây thì cũng được gần chục năm rồi. Em thấy công việc ở đây thì công việc cũng nhiều, nhưng mà khi mà mùa hè đến thì tụi em phải tăng ca nhiều á, mà điều kiện làm việc thì rất là nóng. Nhân em ngồi điều kiện làm việc nóng mà môi trường làm việc thì chặt hẹp nữa, nên em có nguyện vọng là muốn công ty có một cơ sở kinh doanh nó được rộng rãi, thoáng mát hơn cho tụi em đỡ vất vả. Công ty Hương Quế cho biết gần 20 năm nay công ty đã gõ cửa và kiến nghị rất nhiều lần lên các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Vì không có mặt bằng sản xuất, năng suất hạn chế, nên công ty không thể mở rộng sản xuất kinh doanh, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nhiều đối tác lớn. Đây là một cái khó khăn, vô cùng khó khăn, một cái trắc trở, mà vô cùng trắc trở. Nên tôi nghĩ rằng là chính quyền, thành phố cũng như các ngành, các cấp cần phải là quan tâm. Đấy cũng phải là quan tâm đến doanh nghiệp, mà chính một cái quan tâm đến sự phát triển của xã hội, đến một cái thương hiệu. Đã, ở Đà Nẵng nó đã có tiếng rồi. Sản phẩm của công ty tôi đã là quà tặng của thành phố dùng làm quà tặng cho đại biểu APEC rồi, ASEAN cộng 7 rồi. Và thành phố đã 2 lần tặng bằng khen cho bọn tôi. 2 lần tặng cờ thi đua là năm 20 và năm 21 đã tặng cờ thi đua dẫn đầu. Rồi là bộ trưởng cũng từng tặng bằng khen rồi. Cũng theo chủ doanh nghiệp này, đối với những doanh nghiệp nhỏ không đủ điều kiện để vào các khu công nghiệp lớn, các cụm công nghiệp nhỏ thì thành phố đã quy hoạch nhưng chưa triển khai. Doanh nghiệp sẵn sàng xin thuê đất ở bất kỳ vị trí nào để xây dựng nhà xưởng nhưng chưa được giải quyết. Doanh nghiệp đang rất nóng lòng. Chúng tôi rất cần một cái cách nhìn thực tiễn. Và hôm nay thì tôi cũng đưa ra một lần cuối về cho kêu đề nghị các ngành cấp là tôi sẽ quay lại khởi động cái chương trình mà Ủy ban xã Hòa Sơn, Chủ tịch Hòa Vang và các ngành đã cho tôi đầu tư chỗ cái núi, chỗ cái đại đá này. Nhưng mà đến lúc đó thì là sở xây dựng nó có cái, họ có một cái ý kiến rằng là cái chỗ này không phù hợp với sản xuất, là vì họ có thể chưa hiểu đầy đủ cái đặc điểm của tôi. Đặc điểm của tôi là không khói, không bụi, không tiếng ồn và không nước thải, một cái sản xuất rất sạch, mang tính là nghề truyền thống. Ngoài thị trường nội địa, công ty Hương Quế đang xuất khẩu đi 10 quốc gia như Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Dubai, Cộng hòa Séc, Chile. Đây là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của ngành công nghiệp thành phố. Nhưng tiếc thay, cũng lại là doanh nghiệp điển hình về khó khăn khi không có mặt bằng sản xuất kinh doanh.